Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với clip ngày hôm nay. Nay tôi sẽ lại test em FRF2 Halloween. Nước B này. Nước B này. Con súng này bắn khá là phê anh em ạ. Rồi cay nga B luôn. Trong A này. Oh, không biết gì mà mày. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Mạng đầu tiên là làm 5 em rồi. Chúng ta cứ đánh nước thôi nhá. Lâu ngày phải làm những cái súng đổi đổi đi một tí. Không anh em lại cứ bảo là cầm K98 mà lại cầm cầm 3Z các thứ. Bắn súng nào chẳng được anh em. Có cái nào mình có thích bắn hay không thôi. Ôi quá phê luôn anh em ạ. Hai mạng làm 9 em. Hai con mẹ nó rồi toàn. Nói chung là vào những cái tem mà nó không có HL thì cái việc đánh lên B rất là dễ anh em ạ. Hay lắm thanh niên. Nếu mà không có HL thì cái việc đánh tem của mình rất là dễ. Đây là trung cấp 1-1 cho nên là anh em không đi HL nhiều. Nếu vào trung cấp 1-10 thì cũng nát đát. Thi thoảng là cũng có 1-2 men ra HL. Zoom gọi là zoom tầm trung thôi. Chứ không phải là zoom cứng. Hay là không phải là zoom tem. Đây là zoom này là zoom bắn cá nhân thôi. Thanh niên này bung mãi mà không lên cái cầu. Chết luôn mới sợ. Mình bắn C4 là mình ít khi thủ ở cầu A lắm. Mặc dù là ở bên GR thì mình bắn cầu rất là nhiều. Nhưng mà bắn BL thì mình rất ít khi ra cầu A. Thanh niên Mino này bắn hay chứ nhở. Ok, tiếp tục anh em ơi. Chúng ta vẫn rút nước nào. Lần này chúng ta không đánh lên B nữa, chúng ta đánh thẳng lên A nhá. Ui quá phê luôn anh em ạ. Thế mà cũng liếm được 3 em, mới tưởng không liếm được em nào mà chứ. Tưởng lên đến A rồi là không còn ai. Team mình đi full cầu A luôn anh em ạ. Ôi lại làm 3 em nữa. 16-1. Ghê đấy. Bắn thế ai chơi. Trận đấu này khả năng là nó hơi nhanh anh em ạ. Bắn có 30 giây một trận. Bắn 30 giây một trận. Trong A. Trời ơi, may mà vẫn niếm được 2 em anh em ạ. 18-1. Quá phê luôn. Con FRF2 này bắn thì anh em bắn đơn cũng khá là phê. Bắn full slap nhá. Anh em bắn bật tâm thì nó không hay. Những cái con súng giống như kiểu là FRF2 này hay là TDG thì anh em bắn full slap nó sẽ hay hơn.
Nói chung là súng nào bắn full snap nó cũng hay anh em ạ. Má, ông kia vào B rồi mà nó đéo bắn, đi bắn mình. Nó mất trinh lần hai anh em ạ. Đùa chứ mình cảm giác là cái trận C4 này có thể là nhanh đấy anh em ạ. Nhanh nhất tôi từng bắn bây giờ đấy. Bắn mấy phút đã xong 13 hiệp rồi. Bắn còn không bằng một trận đấu đơn anh em ạ. Đấu đơn không khéo còn lâu. Bắn trận này bắn nhanh quá. Trời ơi, ông đứng ông canh đầu A nữa. Xe này, còn thằng nữa này. Ôi, chạy nhanh đấy. Trong B kìa. Ui, sờ láp vào chân anh em ạ. Vãi, sờ láp vào chân quả lại không thì liếm thêm thằng nữa anh em ạ. Rồi ôi, lên trung cấp 1-1 mà anh em bắn thế này thì khó đỡ nhờ. Có lẽ là trận đấu này được gọi là trận đấu nhanh nhất trong lịch sử anh em ạ. Bắn 5 phút xong trận đấu này. Rồi ôi. Rồi, clip mình xin được kết thúc tại đây nhá. Anh em yêu quý nhớ cho mình một like, subscribe, ủng hộ kênh nhá. Bye bye.